Truyện tranh Trang Quỳnh tập 473, Giếng có ma già. Tôi bày ông Lý cách này để kiếm tiền, mình sẽ làm như vậy. Dễ làm như vậy, sao ông không làm mà bày tôi? Tôi làm thì sợ bị ông điều tra, bắt nhốt. Ông là Lý trưởng, ông làm thì đâu có ai điều tra. Ừ, để ta làm. Hễ thu được 10 đồng, ta chia cho ông 2 đồng. Tôi sẽ dùng cái võ thầy pháp của tôi làm cho dân làng sợ. Cho mày tiền, làm như vậy cho tao. Cho thuốc xuống giếng. Giếng nhà nào cũng cho thuốc xuống. Khát nước cả đêm mà lười dậy uống. Rọ. Ôi ôi, đau bụng quá. Tôi vừa uống nước vô thì đau bụng, đau quá. Nước có gì đâu mà đau bụng. Ôi, mẹ cũng đau bụng. Đau bụng quá. Mày vừa uống nước giếng phải không? Dạ phải. Đau bụng quá làng nước ơi. Nhà nào cũng bị đau bụng vì uống nước. Ông Lý ơi, nhà nào cũng đau bụng vì uống nước giếng. Tới coi thử ra sao. Ôi, đau bụng quá. Thiệt đó ông Lý ơi, vừa uống nước vô thì đau bụng liền. Lấy nước của giếng nhà mình cho ta thử. Đâu có sao, mấy người bày chuyện. Họ không bày chuyện đâu, mà già phá giếng của họ đó. Sao giếng của ta không bị độc? Mà già nể ông Lý không dám làm phá, giếng nhà tôi cũng bị độc kìa. Ông trị mà già không được hả? Gây chiến với chúng một trận tối qua, tôi thua. Giờ tôi phải về núi thỉnh phép mạnh hơn của sư phụ tôi để trừ chúng. Tôi đi thỉnh phép cả tháng mới về. Bà con chịu khó ra sông xách nước về dùng. Đừng dùng nước giếng, đợi tôi về. Ra sông đuổi cũng bị ma già kéo chân thì sao? Cũng có thể, hãy cẩn thận. Ra sông xa lắm, gánh không nổi đâu. Xa quá, mệt quá. Tới nhà ông Lý xin nước, giếng nhà ông còn tốt. Không cho, mua thì bán, một hào một đôi nước. Đắt quá. Không ép các người mua, chè đắt thì đừng mua. Không mua thì không có nước dùng, đành phải mua thôi. Một đôi một hào, 10 đôi là 1 đồng. Vậy là mỗi ngày mình có vài chục đồng. Lão thầy pháp cò rộm hay thiệt. Quỳnh tới làng tao chơi, có chuyện này lạ lắm. Nước giếng uống vô là bị đau bụng, giếng nào cũng vậy, cả làng không còn cái giếng tốt. Ông Lý nói cái giếng bị ma già phá, cả làng phải mua nước từ giếng nhà ông Lý. Mà có gì đâu, đây là âm mưu để buộc dân làng phải mua nước. Giếng này đã bị bỏ thuốc độc, đào giếng khác xài. Loa loa, làng xa lệnh cấm đào giếng mới. Sao cấm? Ông Lý nói có thêm giếng là có thêm ma già, phải đợi pháp sư cò rộm về giải quyết. Tao sẽ làm cho giếng của ông Lý có ma già luôn. Giếng nhà ông Lý có người canh, ổng sợ bị bỏ thuốc độc. Tao có cách khác, hơi tốn công một tí. Đào một đường hầm tới giếng. Cử hướng này đào thẳng tới, mày theo tao để đưa đất vừa đào ra ngoài. Bừng đất ra ngoài đi. Ha ha, tới giếng rồi. Thả phẩm đỏ xuống nước. Nước giếng có màu máu, có ma già dưới giếng. Giếng nhà ông Lý có ma già. Mày xuống giếng coi có gì ở dưới đó. Có người sắp lều xuống, đưa cái mặt nạ cho tao. Ưỡn quá, rủi gặp ma già chắc chết.
Ba gia là ta đây. Gừ. À, có mà già dưới chiến, sợ quá ông Lý ơi. Bày chuyện mà già giả, giờ có mà già thật, làm sao bây giờ? Đào giếng khác, đào xa chỗ này, ra ngoài đào. Ông Lý đào giếng khác, mình cũng đào. Nước giếng ngon lắm, uống vô không sao. Khỏi mùa nước nữa. Hừ, mất thu nhập rồi. Tào phá ông Lý một trận. Biểu mấy đứa bạn của mày đi bắt một mớ rắn nước, mang lại đây. Rắn nước nè. Mày mặc quần dài, bỏ vài con rắn nước vô trong quần. Nhột chết, chịu nhột một chút để trả thù ông Lý. Cột cái ống quần lại. Thả rắn vô. Ha ha, nhột quá. Ráng chịu nhột, đừng có la. Mày lại chỗ người ta đang đào giếng cho ông Lý. Giả bộ như mày đi coi đào giếng. Lừa lúc người ta không để ý, mày cởi dây buộc ống quần ra. Tao hiểu rồi. Có nước chưa? Gần có rồi. Làm gì đây? Con coi đào giếng ạ. Tao đi uống nước rồi xuống thay mày. Ổng đi rồi, cởi dây cột ống quần ra. Xuống đi. À, rắn. Rắn nhiều quá, kéo tao lên. Rắn ở đâu vậy? Không biết, tự dưng rắn xuất hiện nhiều lắm. Chắc là có ma da rồi. Thằng nhỏ này nói đúng đó. Có ma da, không dám đào nữa đâu. Ông Lý ơi, đào chỗ khác. Lần này mình làm vậy, làm tuồng cũ dễ bị lộ. Có nước chưa? Chưa. Tụi mày ơi, chú này bị vợ đánh hôm qua nè. Tào lao, vợ nào dám đánh tao. Chú bị vợ đánh khóc quá chừng, còn thấy nè. Dám đặt điều nói xấu tao, chết với tao. Thả rắn xuống. À, rắn, rắn. Rắn ở đầu xuất hiện nhiều lắm mày ơi. Chỗ nào cũng có ma da, không đào nữa. Không đứa nào chịu đào giếng cho mình. Làm sao có nước cho tôi tắm đi, ngứa ngáy quá. Tới nhà nào gần đây xin nước đi. Không cho, nước để bán, một đồng một đôi. Bán gì cắt cổ quá vậy. Mua đại đi, ngứa ngáy lắm rồi. Hà, ông Lý bán một hào một đôi, mình bán một đồng một đôi, gấp 10 lần. Nước đắt tiền quá, không ai được tắm, chỉ để nấu ăn thôi. Tôi thì sao? Bà thì được tắm. Về tôi hả? Mà già dọn hết vô nhà tôi, ông xử đi. Ủa, có mà già thiệt hả? Để tôi coi. Chỗ nào cũng có rắn, ghê quá. Chạy luôn thôi. Lão pháp sư cò rộm trốn mất rồi. Đồ bà xạo, giờ ta phải làm sao? Đưa 10 đồng tôi giải cho ông. Tiền nè, giải đi. Hỡi ma già, về chỗ của bạn đi. Về xong ở đi, ở trên đất nóng quá. Xong rồi sáng mai ông cho đào giếng. Đứa nào đào giếng, tao cho 10 đồng. 10 đồng thì đào. Có nước rồi, không có ma da. Ông pháp sư đó hay thiệt. Thôi nghe, tự dạy đừng có bày trò lấy tiền của dân nữa mà mang họa. Chỉ cho tao nhà nào khó khăn, tao cho họ tiền. Ông Lý lấy tiền của dân, giờ phải nhả ra. Đi đâu vậy cổ? Tao lên phố thi vẽ. Có một tiệm bán tranh cần tuyển họa sĩ nhí, tao tới đó xin việc.
Sao không tuyển người lớn mà tuyển người nhỏ? Bởi vì ông chủ tiệm cũng nhỏ xíu, tiệm đó do cha của cậu ta mở, để cho cậu ta quản lý. Tao đi với mày cho vui. Ừ, đi. Thằng Kiệm nó vẻ giỏi lắm, chắc nó cũng đi thi như mày. Mày đi dành ăn với tao đó hả? Đừng có mờ, mày vẽ đâu có đẹp bằng tao. Chưa biết thì tài rồi mới biết. Nói vậy cho oi cho nó vẽ đẹp hơn mình. Tôi chỉ cần một họa sĩ thôi, hai cậu hãy thi tài với nhau, ai vẽ đẹp tôi chọn. Bây giờ gần tối rồi, hai cậu ra nhà sau nghỉ, sáng mai thi. Cứu tôi với, rắn cắn tôi. Cắn chỗ nào? Cốt. Ôi dạ, gãy tay tao rồi. Chuyện gì vậy? Thằng Kiệm đánh tao gãy tay. Nó không cho mày thi. Chạy về kêu thằng Quỳnh tới, gấp giùm tao, biết đâu nó có cách cứu tao. Tự dưng đi theo nó chỉ cho khổ vậy nè. Quỳnh có biến, ra tao nói cho nghe nè. Chuyện vậy đó, mày có cách gì giúp thằng Cổn không? Để tao đi lấy vàng. Mày có vàng hả? Mang theo làm chi? Rồi mày sẽ biết. Rủ thêm vài đứa nữa. Chạy mau lên. Sừng thôi không gãy xương, nhưng mày khó có thể vẽ được. Mày cứ đi thì tao lo hết rồi. Ủa, đánh nó què tay rồi mà nó vẫn thi. Hai cậu vẽ cho tôi một con rồng. Đau quá, cầm bút không được. Hà hà, nó vẽ không được, mình thắng chắc. Vàng của tôi, đừng có lượm vàng của tôi. Vàng nhiều lắm tụi mày ơi. Chuyện gì vậy? Tôi mới đãi được mớ vàng, tôi làm rớt tụi nó lượm. Tao lượm được vàng nè. Đi lượm vàng. Tránh ra cho ta vẽ. Xoạt xoạt. Mày vẽ nhanh mà đẹp quá. Xong rồi đó. Vẽ tiếp đi. Tôi vẽ xong rồi. Đẹp quá ta. Sao nó hay vậy, què tay mà vẽ màu ghê. Cậu Kiệm vẽ cũng đẹp nhưng mà chậm quá. Cậu Cổn thắng, cậu Cổn được làm ở đây. Mày hay quá mà sao mày quăng vàng tùm lum vậy? Vàng giả đó mấy ông ơi, Quỳnh mà có vàng thiệt là Quỳnh chết liền. Thằng Kiệm sao nó khóc vậy? Anh hùng thua thì chịu, sao lại khóc? Tụi mày ác lắm, tụi mày giành miếng ăn của mẹ tao. Mẹ tao bệnh, không có tiền uống thuốc, đi chợ. Tao mong có việc làm để có tiền. Hít. Mày chạy tới nhà nó coi có phải vậy không? Báo cáo tướng quân, mẹ nó bệnh, nằm một đống, em nó nhỏ xíu, không biết làm gì. Chà, khó nghĩ ghê. Tao nhường chỗ làm cho thằng Kiệm, tao không làm cũng không chết. Đưa tao bằng cái tay mày lại. Mày với thằng Kiệm tới gặp thằng chủ tiệm nói như vậy. Tôi mới bị té gãy tay chắc lâu lắm mới lành. Cậu nhận thằng Kiệm làm thế thôi đi. Vậy cũng được. Cảm ơn tụi mày nhiều lắm. Mày làm tao mừng hụt. Tao lượm được mấy cục vàng, tưởng phen này giàu. Cho tao mượn một đồng, vài bữa có tiền tao trả hết cho. Dẹp, mượn tiền ăn nhậu suốt, không trả cho tao, giờ còn mượn thêm. Trả tiền cho tao đi, không trả tao mét vợ mày. Tao chưa có tiền, muốn mét thì cứ mét. Chị Núi ơi, ông chồng yêu quý của chị mượn tiền của tôi nhưng không trả. Ông Núi mượn của anh bao nhiêu? 7 đồng cả thảy. Trời đất ơi, tìm đâu ra 5 đồng mà trả cho người ta.
bóp chát úi ói. Cho mày chừa cái tội mượn tiền ăn nhậu. Mày làm tao bị vợ đánh, tao sẽ trả thù. Ha ha, con vừa đắc biết đi. Chú bán cho con đi. Chú không bán, chú sẽ tặng cho con nếu con lấy cái ấn tín của cha con cho chú. Ấn tín là cái gì? Là cái cục vuông vuông mà cha con hay cầm yện yện vô giấy đó. Con biết cục đó rồi, để con lấy. Nói nè. Đúng rồi, con voi của con đây. Nhà thằng Mão đi hết, không còn ai trong nhà. Chuộng cái ấn tín ở đây. Quang bị mất cái ấn tín, chia nhau đi tìm. Chuyện gì mà các ông đi sụp sạo lung tung vậy? Tìm cái ấn tín của Quang. Nhỏ, nói nghe nè. Cho mày cục kẹo, mày tới nói với mấy ông tuồng đình thế này. Chú ơi, cái ấn tín đang nằm dưới lưu nước phía sau nhà chú Mão đó. Đây rồi, bắt thằng Mão. Tôi đâu có lấy, tự dưng cái ấn tín nằm trong nhà của tôi đâu có biết. Giải hắn lên Quang. Chú Khoan giải chú Mão đi, chú ấy là người hiền lành, con biết, đợi con tìm hiểu xem sao. Kẻ nào đó đã lén bỏ cái ấn tín vô nhà chú Mão, hy vọng hắn có để lại dấu chân. Đây rồi, bàn chân phải của kẻ đó mất ngón út. Lấy dấu bàn chân. Bôi keo lên mặt tờ giấy. Áp lên dấu chân. Cát dính đầy tờ giấy, dấu chân bị lổm xuống nên không có cát dính. Dấu rõ ràng. Chú cho mấy chú tuần đình đi rào thế này giùm con. Ông Lý trưởng lưu tuyển con rẻ. Sẽ có cuộc thi thứ giày, ai mang vừa chiếc giày do ông Lý trưởng lưu làm sẽ cưới em gái ông Lý trưởng lưu. Có vợ rồi có được thi không? Có vợ vẫn được thi. Ra thì kiếm thêm bà nữa. Cuộc thi bắt đầu. Thôi đi cha nội, bàn chân của cha nội to như bàn chân voi, coi chừng rách giày. Đôi giày có chút xíu như giày của con nít. Vô được có mấy ngón à. Làm gì có ông nào mang được. Tới phiên tôi. Mất ngón út ở bàn chân bên phải. Chú thử đo cỡ giày này xem có vừa không. Ngày chốc thiểu ngón út y như dấu chân. Bắt ổng. Hổng cho tôi cưới vợ thì thôi, sao lại bắt tôi. Mày là người đem cái ấn tín giấu vô nhà ông Mão. Đây là dấu chân của mày để lại gần cái lù. Không có, không phải. Loà loà, đứa nào chỉ chỗ cái ấn tín bị giấu tới làng lãnh thưởng. Con ạ, con chỉ chỗ giấu cái ấn tín. Ai nói cho mày biết chỗ giấu ấn tín? Chú này nè. Hết chổi hà, giải nói liên quan. Thả cho tôi đi. Thả ông Mão, mày làm lý trưởng hả? Cảm ơn ông Lý đã minh oan cho tôi. Thằng Quỳnh làm, cảm ơn nó đi.